quý vị, cương lĩnh tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump là nước Mỹ trên hết. Ông cũng đã nhiều lần tuyên bố là sẽ đưa sản xuất và việc làm quay trở lại Mỹ, đồng thời sẽ giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại nghiêm trọng giữa Mỹ với Trung Quốc. Và ngay từ thời điểm đó thì đã xuất hiện những lo ngại về một cuộc đối đầu thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Những động thái mà chúng ta đang chứng kiến trong những ngày gần đây chỉ là những diễn biến mới nhất trong cuộc đối đầu đã được bắt đầu từ một năm trước đây. Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Tổng thống Mỹ yêu cầu điều tra nhằm xác định liệu thép do Trung Quốc và các nước khác sản xuất có đe dọa an ninh quốc gia Mỹ hay không. Ngày 14 tháng 8 năm 2017, một cuộc điều tra khác được khởi động xem Trung Quốc có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các công ty Mỹ hay không. Mỹ ước tính thiệt hại có thể lên tới 225 đến 600 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trung Quốc chỉ trích động thái này sẽ đầu độc quan hệ hai nước. Ngày 22 tháng 1 năm 2018, sau vài tháng tạm lắng, Mỹ có hành động quan trọng đầu tiên nhằm vào Trung Quốc khi thông báo đánh thuế 30% đối với tấm pin mặt trời nhập khẩu, 20% đối với máy giặt nhập khẩu, phần lớn từ Trung Quốc. Trung Quốc phản ứng bằng những tuyên bố chỉ trích. Mùng 8 tháng 3 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh công bố áp mức thuế mới, 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu. Đến lúc này, Trung Quốc, nhà xuất khẩu thép lớn nhất thế giới, có hành động phản pháo đầu tiên. Ngày 2 tháng 4 năm 2018, Bộ Thương mại Trung Quốc áp thuế nhập khẩu mới đối với 128 sản phẩm của Mỹ. Theo đó, 120 mặt hàng nhập khẩu, trong đó có trái cây, sẽ chịu mức thuế 15%, trong khi 8 sản phẩm còn lại, trong đó có thịt lợn, sẽ là 25%. 24 giờ đồng hồ sau đòn phản pháo đầu tiên từ Trung Quốc, Mỹ công bố danh sách 1.300 mặt hàng Trung Quốc bị áp mức thuế mới 25% trong gói trừng phạt trị giá 50 tỷ đô la sau cáo buộc Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại và công nghệ của Mỹ, bao gồm các sản phẩm, công nghệ thông tin, hàng không vũ trụ, thuốc trị bệnh, thiết bị y tế và giáo dục. Cũng chỉ 24 giờ đồng hồ sau, Trung Quốc đáp trả bằng việc công bố danh sách các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, tổng trị giá khoảng 50 tỷ đô la sẽ chịu mức thuế 25%, trong đó có đậu tương, máy bay, ô tô và hóa chất. Trung Quốc tuyên bố thời điểm mức thuế mới này có hiệu lực sẽ phụ thuộc vào thời điểm Mỹ áp mức thuế mới đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đánh thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, song chưa thể thực hiện ngay lập tức bởi sau khi ông ký sắc lệnh liên quan, thì Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ sẽ có 15 ngày để liệt kê các danh mục hàng hóa bị đánh thuế. Sau khi đưa ra danh sách sơ bộ, thì Văn phòng Thương mại Mỹ sẽ có tiếp tục 60 ngày để lấy ý kiến của người dân Mỹ, sau đó thì mới công bố danh sách cuối cùng. Vâng, và như vậy thì có nghĩa là vẫn còn thời gian để hai bên có thể thương lượng và hòa hoãn. Tuy nhiên là trước khi có những động thái giảm nhiệt, thì những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bắt đầu tác động mạnh tới tâm lý của các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng của Mỹ. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Hàng rào thuế quan, chiến tranh thương mại hay đưa việc làm trở lại nước Mỹ là những từ xa xôi với nhiều người tiêu dùng Mỹ. Điều họ quan tâm lúc này là những chiếc tivi, máy rửa bát hay những lọ vaccine còn cháu họ tiêm trong tương lai liệu có chính thức phải chịu mức thuế mới. Tôi chỉ mong hai bên ngồi lại được với nhau để tìm được giải pháp. Nếu không, người tiêu dùng Mỹ bị ảnh hưởng, người dân Trung Quốc cũng vậy. Không ai muốn tự nhiên mất thêm tiền cả. Người tiêu dùng lo giá hàng hóa tăng, doanh nghiệp thì lo sản phẩm xuất sang Trung Quốc sẽ chịu mức thuế đáp trả cao. Amazon, Target, Apple và nhiều hãng lớn khác đã gửi kiến nghị lên chính phủ Mỹ cân nhắc về quyết định cuối cùng. Đây là những doanh nghiệp vốn gặp sự cạnh tranh lớn tại thị trường Trung Quốc. Vì thế, nếu căng thẳng tiếp diễn, họ có thể là những nạn nhân đầu tiên trong danh sách bị trả đũa. Nỗi lo này đã lan sang cổ đông của các hãng. Quả bóng hiện giờ đang ở bên sân của Tổng thống Trump và ông ấy lại không phải là người chịu xuống nước dễ dàng. Vì thế, có thể còn nhiều bất ổn trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong những ngày tới, thậm chí là trong những tuần tới. Xu hướng giảm điểm và thoái vốn khỏi thị trường sẽ tiếp tục diễn ra. Có thời điểm chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm tới hơn 500 điểm. Hai chỉ số còn lại là Nasdaq và S&P 500 cũng giảm gần 2% giá trị. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu bán tháo cổ phiếu do lo ngại căng thẳng hiện nay giữa hai siêu cường kinh tế có thể leo thang thành chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ trấn an rằng các nhà đầu tư không nên phản ứng thái quá. Việc tăng thuế đối với hàng Trung Quốc và ngược lại chỉ là hành động thương mại bình thường và là công cụ trên bàn đàm phán. Các chuyên gia cho rằng một trong những mục tiêu của việc tăng thuế là nhằm gây sức ép và tạo lợi thế trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt bất đồng và để căng thẳng leo thang, thì sẽ không có bên nào giành được phần thắng một khi chiến tranh thương mại nổ ra.
Phú Nguyễn, phóng viên thường trú đại diện Việt Nam tại Mỹ. Một vấn đề đáng quan tâm hơn lúc này là những căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có tác động như thế nào tới kinh tế cũng như là thương mại của Việt Nam? Và Việt Nam sẽ cần chuẩn bị gì nếu những tuyên bố đáp trả lẫn nhau của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trở thành hiện thực? Và chiều nay, chúng tôi đã phỏng vấn đại diện Viện Kinh tế Việt Nam. Cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài truyền Việt Nam. Hiện nay thì những tuyên bố đáp trả thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang có chiều hướng ngày càng căng thẳng. Ông đánh giá như thế nào về những tác động của cuộc đáp trả này tới nền kinh tế và thương mại của Việt Nam? Thứ nhất ấy, là những cái gọi là tác động trực tiếp đến cái kinh tế Việt Nam, đến cái thương mại Việt Nam. Trung Quốc ấy, đang là cái đối tác mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất, trong khi Mỹ lại là cái đối tác gọi là xuất khẩu lớn nhất. Sản phẩm của Trung Quốc ấy thì chắc chắn là người ta sẽ tính đến Việt Nam như là một cái thị trường mà nhập khẩu đầu vào từ Trung Quốc, thì ấy là Mỹ sẽ có những cái phép tính. Cái thứ hai ấy, cuộc chiến thương mại giữa hai cái gọi là cái nền kinh tế mà lớn nhất thế giới thế này thì nó sẽ ảnh hưởng lan tỏa đến tất cả các thị trường khác, chắc chắn là rất mạnh đến cái tỷ giá hối đoái của nhiều thị trường, của nhiều đồng tiền, chứ không phải là chỉ có Trung Quốc với Mỹ đâu. Rồi tiền bạc, cái tỷ giá hối đoái là điều chỉnh, là nhất là cái cơ cấu vay nợ của Việt Nam nước ngoài nó cũng nặng, thế thì nó ảnh hưởng qua những cái đấy là chúng ta đều phải tính hết. Khi mà chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này xảy ra thì Việt Nam cần phải chuẩn bị những gì ạ? Cái rủi ro của một cái cơ cấu kinh tế mà nếu mà dựa vào một cái thị trường nào nó quá lớn, đúng không ạ? Tức là cái cách tiếp cận về một cái hệ thống thị trường mở, và theo cái nghĩa là không nên bỏ trứng vào một giỏ, lại một lần nữa là được khẳng định. Cái thứ hai là những cái giải pháp có tính chất trung hạn hơn, tôi nói là chính sách tỷ giá hối đoái nó phải linh hoạt hơn nữa, để là chúng ta là cái cơ cấu xuất nhập khẩu là có thể là di chuyển được, đúng không? Đấy, rồi ấy là các cái đối tác đầu tư, các cái tập đoàn ấy, cái phần mà sản xuất ở Việt Nam nó tăng lên, nội địa hóa mà, để nó không bị lệ thuộc quá nhiều vào nước ngoài. Đấy, thì đấy là một những cái tầm chiến lược, và cả dài hạn cả trung hạn là chúng ta phải điều chỉnh. Xin cảm ơn ông.